đặc điểm tâm lý của khách hàng, đặc điểm tâm lý khách hàng. Vậy thì các em thử suy nghĩ một cách tóm tắt nhất thì khái niệm này như thế nào, khái niệm như thế nào, khách hàng là ai, khách hàng là ai? Vậy thì chúng ta có thể dẫn dắt một vài những cái ý nhỏ nhỏ liên quan đến cái khái niệm này, khái niệm khách hàng. Vậy thì khi nói đến khách hàng thì chúng ta hiểu đó là những cái người mà có thể mua một cái gì đó cho doanh nghiệp, cho cửa hàng của chúng ta, hay là những người đó đến đơn vị chúng ta, tức là cái doanh nghiệp chúng ta đó, chúng ta tạm gọi mình là cái doanh nghiệp A chẳng hạn, thì họ đã cần mình phục vụ những cái gì về các cái nhu cầu sản phẩm của chúng ta đó, sản xuất ra, sản xuất ra. Thì đấy là cái mà chúng ta hiểu cái phần đầu tiên, đó là mua một cái gì đó và cần chúng ta phục vụ. Cái ý thứ hai đó là những cái người mà đem lợi nhuận đến cho chúng ta, tức là những cái người khách hàng đó giúp chúng ta có cái sự phát triển về mặt mặt, trong đó có cái sự lợi nhuận. Lợi nhuận tức là cái hàng năm chúng ta có thể là cái doanh thu chúng ta tăng hay giảm, thì nó phụ thuộc vào những cái người mà chủ yếu là khách hàng. Khách hàng. Cái điểm thứ ba là những người ý một cách tức là trong chân tình nhất đó là người mà trả lương cho chúng ta, hay nói khác tức là những người đó mà họ tiêu thụ sản phẩm càng nhiều cho doanh nghiệp, thì chính những cái lời đó hay là những cái doanh thu hàng năm, hàng tháng, hàng quý vân vân thì là giúp cho chúng ta để là trả lương cho nhân viên, trả lương và có doanh thu và những cái mức ở mức cao đó, thì chúng ta có thể thưởng cho họ, cho nhân viên. Một cái ý thứ tư là khách hàng luôn luôn đúng. Thì cái này thì chúng ta đã giải thích rồi. Cho dù họ sai, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ chỉ ra cái sai của họ bằng cái lý, mà chúng ta phải chỉ ra cái sai của họ bằng cái tình, tức là tình cảm. Thì nếu mà chúng ta dùng cái lý trí thì nó lại là làm bẻ mặt khách hàng. Cái điểm tiếp theo đó là những người mà có quyền lựa chọn về cái sản phẩm mà chúng ta đưa ra cho họ. Sản phẩm ở đây thì có một là về chất lượng, hai là số lượng, mẫu mã, chẳng hạn như là màu sắc, rồi hình thức của sản phẩm, vân vân. Nói chung là họ có quyền để lựa chọn cái sản phẩm mà chúng ta đưa ra, đặc biệt là về chất lượng. Cuối cùng đó là về khách hàng, đó là tài sản quan trọng nhất, quý giá nhất của công ty. Như vậy là khi chúng ta có được một cái lượng công ty nhất định thì thường là chúng ta sẽ tức là giúp cho công ty có doanh thu ngày càng nhiều đó. Thì đấy là cái tài sản, một cái số lượng khách hàng lớn thì giúp chúng ta, công ty của chúng ta ngày càng phát triển hơn. Thêm lý giải một tí nữa đó là về cái khách hàng đó, thì có hai cái dạng, một là khách hàng bên trong và hai là khách hàng bên ngoài. Thầy giải thích thêm, các em có thể nắm thêm một tí. Khách hàng bên trong đó là những người, những bộ phận trong đơn vị, trong cái doanh nghiệp được phục vụ bởi những gì mà chúng ta đang làm, là những người mà thuộc cái doanh nghiệp đó hoặc là cái đơn vị đó, một cái công ty xí nghiệp nào đó, thì người ta gọi chung đấy là khách hàng bên trong. Và khách hàng bên trong là những người cần dựa vào chúng ta để thực hiện các cái nhu cầu hay là các cái công việc của họ, các công việc của họ. Nói chung là trong cái bộ phận mà chúng ta, công ty chúng ta quản lý, cán bộ quản lý có khách hàng bên trong là tất cả nhân viên, hay là gọi là chuyên viên cấp dưới đó, tất cả các cái nhân viên đó có ít nhất một khách hàng là thủ trưởng của mình. Như vậy là cái công ty nói chung thì trong đó bao gồm mấy trăm cán bộ công chức hay là mấy ngàn hay là vân vân, thì đấy là một cái những cái khách hàng mà nó trực thuộc vào chỉ đạo chung của một cái thủ trưởng trong doanh nghiệp. Còn khách hàng bên ngoài đó thì đấy là những cái cá nhân, những cái cơ quan hoặc là những cái doanh nghiệp mà chúng ta thường là chung là đối tác đó, thì sử dụng cuối cùng cả cái sản phẩm hoặc là cả cái dịch vụ của chúng ta, chẳng hạn như là chúng ta làm hợp đồng với các cái công ty xí nghiệp khác hoặc là các cái khách hàng lớn nhỏ khác nhau, thì đó gọi là khách hàng bên ngoài. Thì đấy là một cái khái niệm có liên quan đến
chương thứ ba là đặc điểm tâm lý khách hàng này. Chúng ta có một cái ví dụ ở trong cái bài bài tóm tắt thì thầy không đưa cho các bạn, nhưng mà trong cái bài giảng thì thầy lấy một cái ví dụ thế này. Cả cái nhà kinh tế Mỹ đã nghiên cứu ở siêu thị Happy Jack một cái trường hợp là bà William mua hàng nhiều năm ở đây, và bây giờ thì bà ta không mua nữa vì thái độ phục vụ của nhân viên không tốt. Như vậy là do cái thái độ không chăm sóc khách hàng, nói chung là nó thái độ phục vụ của cái nhân viên đó, của cái công ty đó không tốt, do đó là cái khách hàng mà đã mua nhiều năm ở đây là bà William này thì họ và ta không cần quay trở lại. Bà là một khách hàng nhỏ, mỗi tuần chỉ mua khoảng $50. Như vậy là từ 2 đến từ 6 chẳng hạn, là 5 ngày mỗi ngày mua $10 thôi. Nhưng mà cả tuần như vậy thì có thể là khoảng $50. Khi được hỏi, các nhân viên bán hàng họ chẳng lo lắng suy nghĩ gì, thậm chí họ còn không biết việc bà không còn mua hàng ở đó nữa. Và cái công ty này hay là cái siêu thị này đó, cái sách này là siêu thị lớn, họ thật sự không cần bà, mà họ vẫn sống được nếu không có $50 trên một tuần của bà. Như vậy thì chúng ta có suy nghĩ như thế nào khi mà chúng ta mất đi một khách hàng, cho dù là mỗi tháng như vậy là $200, tức là mỗi tuần là $50. Vậy chúng ta có thiệt hại hay không? Thiệt hại không? Nếu để mất một khách hàng thì chúng ta mất bao nhiêu tiền? Thì cả cái nhà nghiên cứu khuyên nhân viên bán hàng hay là những cái chuyên viên mà bán hàng thì cần hiểu biết đầy đủ cả cái khía cạnh kinh tế của vấn đề như sau. Riêng các bạn là cái dân, thầy nói tôi là dân kinh tế quản trị kinh doanh đó, thì các bạn rất là hiểu biết về cái khía cạnh này. Khi mà chúng ta đã mất đi một cái khách hàng, khách hàng, nếu một tuần mà bà này mua của chúng ta $50 thì một năm số tiền sẽ là $2,600. Chúng ta có thể nhân lên là 52 tuần, và 10 năm thì sẽ là $26,000. Hiện nay thì đô khoảng 2,300, 2,400 gì đấy, các em có thể nhân lên. Và rất có thể là mua siêu thị đó suốt đời. Như vậy là 10 năm thì có thể chúng ta mất đi khoảng $26,000. Nhưng mà bà ta sống khoảng 80 tuổi hay 70 tuổi thì có thể là chúng ta mất khoảng 50 năm. 50 năm là bà ta đang mua ở đây thì nhân lên với khoảng 10 năm mà $26,000 thì 50 năm là bao nhiêu? Và một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến, đó là không chỉ mất đi một khách hàng, không chỉ mất đi một khách hàng, mà chúng ta lại còn mất đi nhiều khách hàng khác nữa. Vì sao như vậy? Vì sao như vậy? Bởi vì bà này là không hài lòng, là chỉ một cá nhân thôi. William này là không hài lòng đối với cái siêu thị của chúng ta, doanh nghiệp của chúng ta. Và bà ta chỉ nói với khoảng 10, 11 người, 20 người, 50 người, tùy theo. Nhưng mà chúng ta lấy con số tạm gọi là nói thêm với 11 người nữa. 11 người. Và 11 người này lại nói cho 5 người nữa, tức là một người nói với 5 người nữa, là thành con số là 55 người. 55 người. Và tổng số người mà biết được cái sự không hài lòng đối với cái siêu thị, đối với doanh nghiệp chúng ta là lên tới khoảng 1 cộng 11 cộng với 55 bằng 67. 67 người. Như vậy là tính sơ sơ là khoảng từ 50 đến 100 người là chúng ta thấy là thiệt, thiệt rồi. Nếu mà bà này nói với ít người hơn thì con số này có thể nhỏ hơn, nhưng mà nói với nhiều hơn thì con số này lại càng lớn hơn, càng lớn. Và giả sử chỉ có 1/4, tức là 2% của 67 người quyết định không mua hàng ở siêu thị đó nữa, có nghĩa là chúng ta lấy 67 chia 4 ra thì có khoảng 17 người, tức là tương tự khoảng 17 người, mỗi người cũng mua mỗi tuần như vậy là $50. Vậy thì số tiền sẽ là 17 người nhân với $2,600 trên năm,
nhân với 10 năm. Và tương tự như vậy thì chúng ta mất đi khoảng 442.000 đô trong một năm, trong 10 năm của 17 người này. Tức là họ không quay lại với chúng ta. Và theo các cái nhà kinh tế tính toán thì để chúng ta giữ được một khách hàng, để giảm giá các cái mặt hàng, các cái sản phẩm, để khuyến mãi các cái sản phẩm mà chúng ta đã đưa ra thị trường bằng cách một là giảm giá, hai là khuyến mãi bằng cách cộng thêm một cái gì đó, chúng ta có thể mua 3 được tặng 1 vân vân, thì chỉ cần khoảng 19 đô la là giữ một khách hàng. Để thu hút một khách hàng mới thì phải cần đến 118.000 đô, 118 đô. Như vậy là con số này là nhân lên khoảng gần 20 lần. Như vậy thì chúng ta hiểu là khi có một cái khách hàng cụ thể rồi mà chúng ta giữ lại và giảm giá và khuyến mãi cho họ thì cần khoảng xấp xỉ 20 đô. Nhưng mà để thu hút một khách hàng mới đó thì lại cần đến khoảng 120 đô, gấp 6 lần, thì xin lỗi, gấp 6 lần của một cái dự khách hàng. Như vậy là kéo về một cái khách hàng mới ấy, thì cái số tiền nó rất là cao. Và chi phí thu hút 17 khách hàng mới thì lại cần đến khoảng 2.006 đô. Và tổng cộng số tiền á là 26.000 đô cộng 442.000 đô cộng với 2.006 đô là bằng khoảng 470.000 đô. Vậy là gần 500.000 đô. Như vậy chúng ta thiệt hại cho khoảng 17 khách hàng cộng với những cái người mà chúng ta đã được đó không quay đến với doanh nghiệp nữa đó. Thì mỗi 10 năm như vậy là chúng ta thiệt hại gần nửa triệu đô. Thì đấy là vài cái ví dụ để chúng ta thấy là khách hàng rất là quan trọng ở trong cái doanh nghiệp, trong một cái siêu thị, trong một cái cơ quan xí nghiệp nào đó. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần một số cái đặc điểm tâm lý chung của khách hàng. Khái niệm đầu tiên là 2.1. Thì cái đặc điểm chung mà chúng ta của nói đến đó là khi đã đi mua hàng thì thầy và các em có thể đến một cái cửa hàng nào đó, đến một cái siêu thị nào đó, đến một cái nơi bán lẻ nào đó, vân vân, thì bao giờ cũng có một cái mong muốn là được mua hàng tốt, tức là có chất lượng cao, và có thể là cái công năng sử dụng của nó là nhiều trong một cái sản phẩm chẳng hạn như vậy, hoặc là có cái tính người ta gọi là bao bì mẫu mã, gọi chung là tính thẩm mỹ đẹp, đẹp mắt. Có thể là một cái mặt hàng nào đó giống nhau về chất lượng và vân vân, nhưng mà mẫu mã có thể là khác nhau thì cái thu hút của khách hàng cũng khác nhau. Và tất nhiên có thể là nó đa dạng để nó phù hợp với tâm lý của khách hàng, với tâm lý mua hàng của người mà đến để chọn mua đó. Thì có thể là người chọn thích màu này, màu kia, màu xanh, màu đỏ, tím vàng, vân vân. Nói chung là các cái sản phẩm nó đa dạng thì người ta có thể là sẽ có sự lựa chọn, đó là mang tính thẩm mỹ. Cái tâm lý thứ hai đó là khách hàng thích mua rẻ hơn ở những cái cửa hàng khác. Chúng ta chỉ cần bán sản phẩm bình thường mua là khoảng 11.000, ví dụ như vậy, thì chúng ta có thể là tìm ở nơi đó, đó cửa hàng có thể bán 10.500, thì cái tâm lý người ta có thể là mua khoảng rẻ hơn mấy trăm đồng. Nên trên cả cái sản phẩm hiện nay các bạn thấy là thường người ta không để 12.000 chặn, mà thường là 11.990 đồng, ví dụ như vậy. Và người ta là thích có cái con số nó gần như là được rẻ hơn. Hai cái món hàng như nhau mà ở chỗ nào bán rẻ hơn thì thường là khách hơn. Có cái ý mà thầy muốn nói các em một cái ví dụ nhỏ nhỏ, đó là túi tiền của khách hàng thì gần trái tim hơn là khối óc. Tại sao như vậy? Thì ở đây chúng ta hiểu đó là khối óc là lý trí, còn trái tim là hay nói đến chỉ đến tình cảm, lý trí và tình cảm. Vậy thì chúng ta đánh vào túi tiền của khách hàng, đó là đánh vào tình cảm chứ đừng đánh vào lý trí.
Cho nên là cái túi tiền của khách hàng thì người ta hay nói vui là nó ở gần tình cảm hơn, và chúng ta đánh vào tình cảm, ví dụ như là khen đi người đó mua thế này thế kia, có tâm lý mua hàng tốt hay là chọn lựa vân vân các thứ, tức là đánh vào cái tình cảm của họ thì người ta sẽ dễ mua hàng hơn. Khách hàng thì thích được tôn trọng, thích được tôn trọng, được hướng dẫn để xem và tìm hiểu mọi khía cạnh, và thích được lựa chọn, được khuyên nhủ và được tin cậy, được khen và được tán tụng. Như vậy là chúng ta hiểu là tâm lý của khách hàng đó, thì thường nhân viên của chúng ta phải có cái sự hướng dẫn để người ta có thể biết các cái thông tin của về sản phẩm, và người ta tìm hiểu được cái thông tin đó, và người ta biết được cái sản phẩm mà người ta cần mua đó là như thế nào, và có cái sự lựa chọn trong các cái mặt hàng khác nhau đó, thì người ta có thể có cái sự lựa chọn khác nhau. Và nhân viên của chúng ta có thể là có cái sự tư vấn, khuyên nhủ, và thường khách hàng thì hay muốn được khen, được tán tụng. Cái điểm tiếp theo đó là người ta thích mua những cái nơi mà mua nhanh chóng, thuận lợi, an toàn trong việc thanh toán hoặc là chuyên chở. Như vậy là hiện nay chúng ta thấy là ở một số nơi người ta có những cái dịch vụ, chẳng hạn như là mua nhiều khoảng 300, 400 ngàn trở lên thì người ta có thể là chuyển tận nhà, chuyển tận nhà. Hoặc là trên này các em thấy ở trên bán trên mạng á, người ta bán hàng online thì có thể là đến có thể mở hàng ra xem, mở hàng ra xem, và nếu ưng ý chúng ta trả tiền theo thỏa thuận ban đầu 120 thì tùy theo cái mức giá và thống nhất giá cả xong thì người ta có thể kiểm tra cái sản phẩm đó chất lượng hay là không, và như vậy rất là thuận lợi trong cái việc mua thanh toán cái hàng. Bây giờ chẳng hạn như ở Bixi thì hiện nay khoảng 300-400 ngàn gì đấy là họ chở hàng đến tận nhà cho mình, tận nhà. Cái tâm lý chung của khách hàng đó là người ta thích mua cái hàng có bảo hành, và chung là có đảm bảo 6 tháng, 1 năm hay là 2 năm gì đó. Và sau cái khoảng thời gian mà trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đang có cái thời gian bảo hành đó, thì có thể là mặt hàng có trục trặc về mặt kỹ thuật thế này thế kia thì chúng ta có thể đổi trả lại. Tâm lý chung nữa đó là thích mua ở những nơi mà quen biết, tin cậy, và những nơi này thì chắc chắn là có khả năng là sẽ cái hàng nó chất lượng hơn. Ví dụ cái thương hiệu nào đó nhiều khi có cái sự người ta làm giả chẳng hạn, thì cái người bán có thể là tư vấn cho cái người quen biết, và cái độ tin cậy của cái người mà chúng ta hay mua đó thì thường là sẽ đảm bảo hơn. Thích mua ở những nơi có người bán dễ thương, có duyên, lịch sự, tận tình hướng dẫn và tạo được cái sự tin cậy. Và chúng ta thấy là vào một cái cửa hàng nào đó mà chúng ta thấy nhân viên mà lịch sự, nở một nụ cười, mời chào thoải mái, và hiện nay thì ta thấy là có những người bán người ta phải lựa chọn nhân viên dễ thương, có duyên, và cái cách ăn nói giao tiếp cũng rất là quan trọng để tạo được cái sự tin tưởng của cái khách hàng. Khách hàng hay bị chi phối bởi cái hiện tượng áp lực nhóm, thấy nhiều người mua thì cũng mua. Như vậy là người ta thấy người ta chen chúc mua một cái mặt hàng đó, nhiều khi là không biết cái mặt hàng đó như thế nào, nhưng mà thấy nhiều người mua thì cái tâm lý chung, tức là gọi là tâm lý đám đông ấy, thì chúng ta cũng chen vào để mua bằng được một cái sản phẩm mà người ta đang dành nhau để mua. Hai là đặc điểm về tâm lý của khách hàng, là lúc này chúng ta còn nói khách hàng chung, nhưng bây giờ thì chúng ta nêu một số những cái đặc điểm tâm lý của khách hàng của từng cái phái, chẳng hạn phái nữ, phái nam, trẻ em, người khuyết tật, vân vân. Thì một cái giới như vậy đó thì có một cái đặc điểm tâm lý nó cũng khác nhau, và trên cái cơ sở mà chúng ta hiểu biết được cái tính cách của cái khách hàng theo cái giới này đó, thì chúng ta có thể phục vụ họ tốt hơn.
điểm thứ nhất mà có cái nổi trội so với nam giới thì phụ nữ thì hiểu biết về hàng hóa tốt hơn là nam giới. Cái điều này thì chắc chắn là khẳng định. Người ta thường biết được cái chất lượng của cái sản phẩm thì người ta có thể biết được nhanh nhạy và nhận diện được tốt hơn so với nam giới. Tuy nhiên một số cái mặt hàng á, khác á, chẳng hạn như là về đồ trang thiết bị điện, kim chỉ, máy móc, tivi, tủ lạnh, vân vân, thì những mặt hàng này thì nam giới lại hiểu biết hơn là phụ nữ. Cho nên chúng ta cần có cái sự tư vấn, cần có cái sự tư vấn của cái chuyên viên bán hàng về các cái mặt hàng mà họ không hiểu biết nhiều này, để chúng ta có thể là đảm bảo được cái chất lượng khi mà chúng ta mua cái sản phẩm. Và cái điểm thứ ba đó là người phụ nữ thì chú ý nhiều hơn đến giá cả, tính tiền giỏi và nhanh hơn nam giới. Phụ nữ chú ý đến mốt kiểu dáng hay là các cái hình thức về mặt hàng và có cái sự lựa chọn rất kỹ về các cái sản phẩm này. Một cái đặc điểm nữa đó là cũng thích mua cái hàng giảm giá, thích mua cái hàng giảm giá và thích mua hàng hạ giá hơn so với năm rồi. Phụ nữ thường quan tâm nhiều hơn đến cái việc trưng bày, đến việc quảng cáo. Điều này trưng bày một cách đẹp mắt rồi quảng cáo cái sản phẩm như thế nào đó thì người ta thu hút được cái khách hàng là nữ giới nhiều hơn so với là nam giới, so với nam. Cái điểm tiếp theo đó là người phụ nữ mà khi lựa chọn mua hàng thì lựa chọn lâu hơn là người nam giới, hơn nam giới, và chú ý nhiều đến cái yếu tố và cân nhắc kỹ hơn so với người nam giới. Và một cái điểm nữa đó là phụ nữ yêu cầu cao hơn với người bán hàng so với nam giới, thì người phụ nữ có cái yêu cầu cao hơn về mẫu mà, về số lượng, về chất lượng, vân vân. Nói chung tất cả những yêu cầu thì người phụ nữ có yêu cầu cao hơn. Và một cái đặc điểm chung của phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đó là thích mua sắm và thích mua sắm nhiều hơn là tâm lý của người đàn ông. Nhân đây thầy cũng muốn nói một cái câu mà tất cả các thế hệ sinh viên là hay nói, đấy là cái câu bản quyền của thầy Long, đó là các em hãy mua những cái điều gì mà mình cần, đừng mua những cái gì mà mình thích. Như vậy là những cái gì mà thật cần thiết thì chúng ta hãy mua. Còn có nhiều em sinh viên hoặc là những cái khách hàng thì chỉ thích, đấy thích là mua, nhưng mà mua về rồi thì nhiều khi không sử dụng. Có nhiều bạn giày dép thì rất nhiều rồi nhưng mà vẫn mua về, rồi cuối cùng là cả năm không mang đến. Quần áo cũng tương tự như vậy. Nói chung là tất cả những cái mặt hàng mà khi cần thiết lắm thì chúng ta mới mua. Điện thoại thì chúng ta có thể dùng một cái để nói nghe rồi là sử dụng, liên quan đến cái việc học hành vân vân, chỉ cũng không cần là đến là X10, X11 đúng không? Không cần gì cả, gọi là đắt tiền. Lúc nào có dịp mà trực tiếp liên lạc với các bạn thì thầy sẽ khoe với các em, thầy có một cái chiếc đồng hồ trị giá 300.000, 300.000 mà mua cách đây cũng khoảng lâu lâu rồi và vẫn sử dụng nghe nói về nhắn tin bình thường, ví dụ như vậy. Và chúng ta thì nhiều khi theo mốt rồi theo cái này kia thì chúng ta phải cần đến là sở thích. Qua cái sở thích thì chúng ta cần nhiều cái nói không có cái công cụ rõ ràng. Như vậy chúng ta sẽ có một cái kết luận thế này. Khách hàng là phụ nữ thì thường khó tính và họ có cái sự tính toán kỹ hơn so với nam giới, và họ rất là thích mua sắm và mua sắm nhiều hơn nam giới. Thầy không có một cái cuộc khảo sát nhưng mà chắc chắn là giày dép và quần áo của nữ sinh viên sẽ rất nhiều hơn so với các em nam sinh, đấy là điều chắc chắn. Ví dụ mà các bạn có cái cuộc khảo sát như vậy thì khoảng gần chục đôi giày đôi dép là nữ sinh là chuyện bình thường, còn nam giới thì khoảng vài ba đôi là cũng được rồi. Về cái đặc điểm thứ ba liên quan đến khách hàng đó là nam giới,
Vậy thì khi nam giới đi mua hàng thì có cái đặc điểm tâm lý chung như thế nào? Lúc này chúng ta còn nói là người phụ nữ thì người ta hiểu biết hơn so với nam giới. Vậy đồng nghĩa với việc như vậy thì là người nam giới sẽ không hiểu biết bằng người phụ nữ, do là họ ít cái kinh nghiệm mua hàng và ít hiểu biết về cái món hàng mà người ta muốn mua. Do đó là người ta thường mong muốn được cái chuyên viên bán hàng hay là được cái người mà bán hàng là tư vấn khuyên bảo hoặc là cố vấn, và người ta có thể đặt những cái lời nhanh, lời khuyên nhanh để người ta có thể lựa chọn được cái mặt hàng mà người ta cần. Như vậy thì ta hiểu cách nôm na là người phụ nữ thì đi chợ mua hàng có thể nhiều hơn người người chồng, đúng không? Người vợ thì đi mua nhiều hơn so với người chồng. Một cái đặc điểm tâm lý thứ hai của nam giới đó là khi mua một mặt hàng nào đó, thì trước khi đi mua thì họ đã định sẵn trong đầu rồi, và đến cửa hàng thì họ lựa chọn ngay cái sản phẩm mà họ sắp mua đó, và họ sẽ quyết định một cách nhanh chóng và họ quyết định mua. Như vậy là khi mua hàng thì nam giới quyết định nhanh hơn phụ nữ. Trước khi đi mua thì họ cần một cái sản phẩm A, một sản phẩm B nào đó, và người ta đến ngay cửa hàng đó, người ta đưa ra quyết định và mua trả tiền luôn. Có khi là không, người bán đưa ra một cái giá cả nhất định và người ta trả đúng cái giá đó, người ta đưa sản phẩm về thôi, không có trả giá. Một cái điểm thứ ba là cũng không thích mua hàng giảm giá, mua hàng hạ giá, mà thường thích mua hàng tốt, hàng xịn. Đấy là đặc điểm thứ ba. Và cái đặc điểm thứ tư là khi đã vào cửa hàng thì họ thường có ý định rõ ràng, cương quyết, chứ không vào để xem. Tức là vào cửa hàng thì bao giờ cũng chọn một cái sản phẩm hoặc là nhiều sản phẩm khác nhau để họ có thể là quyết định và mua luôn, chứ không phải xem rồi ngắm cho có rồi sau đó dạo chơi rồi ra về, gần như là các ít. Và cái đặc điểm cuối cùng là người ta thường quan tâm đến cái chất lượng nhiều hơn là giá cả, quan tâm đến cái chất lượng của sản phẩm. Và sản phẩm nào đó có tốt, có thương hiệu thì người ta có thể quyết định, dù có đắt hơn thì người ta vẫn có thể là mua mua thì đó là về hai cái giới mà chúng ta thường hay gặp nhất trong khách hàng của chúng ta, đó là nam giới và nữ giới. Bây giờ có thêm cái dạng khách hàng thứ ba, và dạng khách hàng này thì chúng ta xem thử cái tâm lý chung của cái người khách hàng này là như thế nào. Đó là liên quan đến cái mục 2.4, đó là khách hàng là người cao tuổi. Khách hàng cao tuổi, người cao tuổi thì chúng ta biết là họ dựa vào kinh nghiệm mà họ có thể đã biết trước đây, cho nên họ đã ưa thích những cái hàng hóa mà họ biết từ ngày xưa đó. So với cách khách quan những cái mặt hàng đó với hàng hóa và giá cả hiện nay. Như vậy thì chúng ta thấy là hiện nay thì cái mẫu mã rồi chất lượng rồi sản phẩm của các cái mặt hàng mà cách đây khoảng 5 70 năm về trước đó, thì những cái mặt hàng này có thể trước đây đã có, họ đã từng mua, nhưng mà họ bây giờ những cái hàng hóa hiện đại hơn á, thì có thể là họ chưa có cái dịp để họ quan tâm và hiểu biết rõ về cái mặt hàng này ấy, thì họ có thể ít có cái sự so sánh, cho nên nhiều khi những người già đó cũng thường là sử dụng những cái mặt hàng mà nói chung là đã sản xuất rất là lâu rồi. Rồi cái này thì chúng ta thấy là những mặt hàng hiện đại hiện nay thì những người già, những giá cả thì sử dụng rất là hạn chế, vì cả cái khả năng về tin học, về vân vân, nói chung là để mở một cái tivi thì đứa cháu khoảng 7 8 tuổi là nó có thể hướng dẫn cho ông bà 70 80 tuổi. Nhiều khi là cái sự hiểu biết này là không không như là những người 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 lớn, người trẻ khác. Những cái hàng hóa hiện đại thì họ khó nhớ một cách cụ thể, họ dễ quên những cái hướng dẫn của người bán hàng,
chẳng hạn ra mua một cái tivi, ông có thể bà có thể về bấm thế này bấm thế kia, nhưng mà có thể là người ta về người ta quên luôn, nhiều khi là không nhớ được cái hướng dẫn cụ thể của cái người bán hàng đó. Cho nên cái này là một trong những hạn chế của những người mà cao tuổi. Họ thường có thích nghi về những cái thay đổi về cách thức bán hàng, cách trưng bày hoặc là địa điểm bán hàng. Nói chung là họ không thích nghi được với cái sự thay đổi hiện đại như ngày nay. Do đó là khi bán hàng thì chuyên viên của chúng ta hay là nhân viên bán hàng của doanh nghiệp chúng ta cần phải có sự giúp đỡ tận tình một cách kịp thời để có thể là tìm hàng hóa cho họ. Chẳng hạn như họ đang cần mua một cái sản phẩm nào đó thì chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của chuyên viên, của nhân viên của mình để giúp cho họ tìm ra được cái sản phẩm mà họ đang cần. Người lớn tuổi thì thường đánh giá cao về giá trị sử dụng, chẳng hạn như là về được bền lâu, nói chung là có chất lượng. Và chúng ta thấy là có những sản phẩm đó mà chóng hỏng, nhanh hư đó, thì họ không quan tâm lắm, họ thích là sử dụng được lâu dài. Tiền dùng ở đây tức là cái gọi là thao tác á, thao tác nó phải đơn giản, thao tác phải đơn giản. Và một sản phẩm có thể có nhiều chức năng nhưng mà cái cách sử dụng thì nó phải là đơn giản, đơn giản. Còn những cái đẹp mẫu mà tức là thẩm mỹ kiểu dáng tốt vân vân thì họ lại không quan tâm lắm. Giới trẻ như các bạn thì có thể là quan tâm đến rất nhiều những cái màu sắc, những cái gọi là thương hiệu kiểu dáng remote, quần áo cho đến là điện thoại hay là nói chung những cái dụng cụ để chúng ta sử dụng. Còn những người lớn tuổi thì họ lại không quan tâm lắm về cái điều này, chắc bền là được. Cái dạng thứ tư đó là về khách hàng trẻ em. Thứ nhất là chúng ta quan tâm đến tâm lý của người phụ nữ, thứ hai là tâm lý của nam giới, thứ ba là tâm lý của cái người có hàng là người cao tuổi, và thứ tư là tâm lý của những cái người còn lớn tuổi, nên còn là thanh thiếu niên, trẻ em, đặc biệt là về học giáo vườn trẻ, tiểu học, cấp 2, cấp 3 trở xuống đó, thì gọi chung là trẻ em. Và nếu chúng ta hiểu thì trẻ em thì rất là nhạy cảm, và họ thường là chú ý và ấn tượng về người bán hàng mạnh hơn so với người lớn. Nhiều khi là khen cái người đó bán hàng vui tính, khen người đó là dễ thương, khen thế này kia và tận tình, chu đáo, vân vân. Nói chung là trẻ em thì rất là nhạy cảm về vấn đề này. Cái điểm thứ hai mà tâm lý của em là thích được người bán hàng quan tâm, niềm nở, đối xử vui vẻ, chẳng hạn như là coi nó như là cái người mà đã thảo việc trong việc mua hàng, có trẻ em như là người lớn, khen người bán hàng có thể khen trẻ em là người biết hiểu biết nhiều về mẫu mã, về số lượng, về chất lượng, về tất cả những cái hình thức bên ngoài thân, thì được khen như vậy thì các em rất là thích. Và khi mua hàng thì trẻ có thể chưa nói ngay được cái ý muốn của mình vì các em đang từ ti, rụt rè, nhút nhát hoặc là chưa quen với cái việc mua bán. Cho nên người bán hàng phải kiên nhẫn và không nên nóng vội, gọi là vội vàng. Và các em khi đã làm quen với cái thích nghi với cái việc mua bán này thì các em lại rất là nhanh nhạy. Trẻ em thường bị ám thị cao nên dễ nghe theo lời khuyên của người bán hàng. Món hàng này, cái quần này, cái áo này, cái giày, cái dép này, đồ chơi này thân á, mà được người lớn, người bán hàng mà khen là mặc sẽ đẹp, đi sẽ rất là, nói chung mặt hàng rất là tốt với vân vân, thì các em sẽ dễ nghe theo. Đặc biệt là theo cái sở thích, nếu sau này các em có gia đình, có cái tuổi khoảng 3-4 tuổi mà nó đã thích một cái món hàng nào rồi thì cho dù nó có đắt thì nhiều khi nó cũng còn mua bằng được. Xin lỗi các em, hiện nay thầy đang có đứa bé cháu 3 tuổi thích ô tô ví dụ, cho nên mỗi lần đi siêu thị hay đi cửa hàng là phải tránh cái chỗ đó đi. Thế nếu không là đến là bắt buộc phải mua, cho dù có thể là 800, 1 triệu hay là 300 ngàn, mấy chục ngàn là đòi mua một sản phẩm.
rất thích được khen và biết mua hàng, biết lựa chọn hàng. Và được khen là đảm đang, là ngoan ngoãn thì các em cũng rất là thích. Khi trẻ em hài lòng thì ta được thêm một cái sự tín nhiệm nữa, đó là của phụ huynh, tức là cha mẹ đi cùng, hoặc là chị em đi cùng, gọi chung là phụ huynh. Như vậy là trẻ em bắt đầu mua một cái món hàng nào đó, thì cửa hàng đó hay là doanh nghiệp đó thêm một cái sự tín nhiệm ngoài sự hài lòng của trẻ em, đó là phụ huynh. Thầy nói thêm một cái đặc điểm tâm lý của khách hàng là người đau yếu, là người khuyết tật. Đau yếu là tật, tức là nóng cái đặc điểm tâm lý của người người già yếu hay là đau yếu, hoặc là có những cái người mà nó bị khuyết tật về mắt, tai, tay chân gì đó thân ấy, thì chúng ta cũng phải tìm hiểu xem cái đặc điểm của họ như thế nào. Và xong cái phần này thì các em có thể nghỉ giải lao đến khoảng 3 giờ, 15 giờ đó. Thì chúng ta sẽ làm cái bài tập số 5. Và sau khi làm bài tập xong, em nhớ nộp bài cho đúng khung giờ mà thầy quy định. Chẳng hạn như là thầy quy định từ làm bài từ A đến B, thì sẽ nộp bài từ B đến C trong cái khung giờ đó. Bạn nào mà nộp ngoài khung giờ mà bị mất bài, hoặc là bị thất lạc bài đó, thì thầy không chịu trách nhiệm. Và tất cả những cái bài mà làm đúng cái quy định theo quy định của thầy đó, thì thầy sẽ lên danh sách, xong rồi thầy gửi cho lớp trưởng. Và bạn có thể tập hợp cái danh sách đó, điểm danh các cái buổi chúng ta, điểm danh các buổi chúng ta. Và cái cách tính điểm thì thầy sẽ thông báo sau, một buổi học thì bao nhiêu điểm và một bài tập thì bao nhiêu điểm chúng ta nhân lên, và tổng cộng là có khoảng 70% là điểm lý thuyết và 30% là chúng ta học. Thầy sẽ tính điểm danh về cái điểm này. Như vậy là tối đa là điểm bài tập là 3 điểm và điểm lý thuyết thi cộng với các buổi học là 7 điểm. Tâm lý của cái khách hàng là người đau yếu thì khi mà người đau ốm hoặc bệnh tật thường rất nhạy cảm, dễ hưng phấn và có khi cũng dễ ức chế, tức là bực bội, khó chịu với mọi cái điều mà nó ngoài cảnh nó tác động vào. Cái điều này thì chúng ta từ xem xét bản thân mình cũng tương tự như vậy. Khi mà chúng ta khỏe mạnh, nhân đây thầy cũng có một cái lời khuyên nho nhỏ đối với các em, đó là chúng ta nên dày tập thể dục đều đặn mỗi ngày, rồi là vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, ăn uống điều độ, và chúng ta mặc ấm đủ để ở Đà Lạt thì rất là dễ bị cảm. Ở Đà Lạt có hai cái điều mà thầy hay nói với sinh viên, đó là thứ nhất là dễ và thứ hai là khó. Dễ thứ nhất đó là dễ ngủ. Nhiều khi 6-7 giờ sáng rồi thầy hết sức bình sinh rồi nhưng mà vẫn dậy không nổi vì cái chăn nó nặng quá. Nhưng mà nhiều khi các em lại có một cái rất khó, đó là khó tắm. Cho nên nếu chúng ta có cái thể thao thì chúng ta sẽ tắm rửa thoải mái, ăn uống đầy đủ. Và như vậy dẫn đến một cái điều, đó là chúng ta sẽ luôn luôn vui vẻ và đặc biệt là khỏe mạnh. Và trong cái điều kiện hiện nay thì đang cái mùa dịch như vậy, cho nên các em cố gắng sao là ăn uống đầy đủ, xong đó rồi thể dục đều đặn, sinh hoạt nói chung là mọi cái như là theo hướng dẫn để chúng ta tránh cái đại dịch này, để một cái ngày gần nhất đây thì chúng ta có thể đến trường để vui vẻ chuẩn bị cho cái kỳ học nó tốt đẹp hơn, đẹp hơn. Và khi chúng ta là đã không khỏe mạnh rồi ấy, thì dễ bị đau ốm, và đau ốm thì rất là tâm lý chung là rất là bực bội, khó chịu. Nói chung người ta rất là quan tâm đến mình, nhưng mà những cái điều đó làm cho cái tác động đến chúng ta nhiều khi nó cũng rất là ức chế. Cho nên khi mà chúng ta gặp được những cái người mà đang đau ốm như thế này ấy, và khuyết tật ấy, thì chúng ta nên có cái sự rộng lượng, không nên quá để tâm đến những cái điều đó đối với họ. Nhiều khi chúng ta chọc vào cái nỗi đau của họ thì làm cho họ lại càng bực bội thêm. Thứ hai là họ muốn được phục vụ cách nhanh chóng và chu đáo. Và điều này thì chúng ta hiểu rồi, tức là khi mà mua hàng thì thường là họ muốn nhanh chóng để mua được một cái sản phẩm, và cái người bán
phục vụ một cách chu đáo để họ có thể nhận được cái sản phẩm nhanh nhất. Họ thường có cái thái độ mặc cảm với mọi người, vì vậy người bán hàng cần phải khéo léo, tế nhị, giúp đỡ họ trong việc mua bán, đóng gói, vận chuyển hàng, vân vân. Chẳng hạn như đối với người khuyết tật về thính giác thì chúng ta phải có cái sự đối xử khác. Những người có khuyết tật về thị giác thì chúng ta phải có cái đối xử khác. Hoặc là một số những cái khiếm khuyết khác thì chúng ta nói một câu ngắn gọn là không chọc vào cái nỗi đau của họ để làm cho họ càng khó chịu hơn. Với cái người khuyết tật thì khi giới thiệu hàng hóa cho họ thì cần phải chú ý tạo điều kiện để cái giác quan lành mạnh của họ được sử dụng. Ví dụ như vậy, khi mà họ bị thính giác hạn chế thì chúng ta phải sử dụng cái giới thiệu mắt cho họ. Nhưng giả sử như mà mắt bị khiếm khuyết, thì giác bị khiếm khuyết thì chúng ta phải dùng cái mạc giác, tức là da, để cho họ có thể là cầm nắm sờ cái sản phẩm, để cho họ có thể là biết được thông qua cả cái giác quan lành mạnh này. Thì đấy là cái thầy mới nói đến được nắm cái đặc điểm tâm lý của khách hàng, từ phụ nữ, từ nam giới, từ người cao tuổi, người trẻ em, cho đến những cái người đau yếu và khuyết tật. Còn một số những cái nội dung khác nữa chương 3 thì nếu có thời gian thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn. Nếu mà chúng ta đã tích lũy thời gian lên lớp và xong thì chúng ta còn phải dành thời gian để chúng ta còn, nếu có điều kiện cho phép, chúng ta còn để thời gian thuyết trình ở trên lớp các cái bài tập mà thầy cho, và các em nhớ nộp lại cái bài tập theo cái quy định thời gian. Trước đây là thầy có nói bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 là chúng ta bắt đầu làm các bài tập này rồi. Và nếu tính đến sau lễ, tức là 2 tháng 5, 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì chắc chắn chúng ta được nghỉ lễ rồi. Thì mùng 2 là chúng ta sẽ trong cái ngày đó, trong cái ngày 2 đó các em sẽ nộp các bài tập cho thầy. Và nếu giả sử không có thời gian để chúng ta thuyết trình trên lớp thì thầy sẽ chấm cái bài này với cái hình thức rất là chấm bài trực tiếp thông qua các cái bài các em gửi. Và thầy sẽ, tí nữa thầy sẽ nhắn cái file mà các em gửi đến cho thầy ấy, theo một cái quy định chung để sau này thầy dễ nhận diện, là QTK42. Chúng ta ghi là họ và tên, mã số sinh viên của tổ trưởng, và ghi là tổ 1 hay là tổ 2 hay là tổ 3, tổ 4, vân vân. Và các em có thể nghỉ giải lao trong ít phút, rồi đến khoảng 15 giờ thì thầy sẽ giao bài. Sau đó cái thời gian hết thời gian giao bài tập rồi ấy, thì các em phải bắt đầu mới nộp cái bài cho thầy trong vòng 5 phút, và nộp trong đúng cái khung giờ đó cho thầy.